thì cái thời gian đấy thì tôi lại không ở Việt Nam. Nhưng mà đến khi tôi về Việt Nam ấy thì cái dư âm của cô bé từ trên trời rơi xuống nó vẫn còn. Đi đâu cũng gặp những cái cô bé Mai Ca và mình hình dung ra là có một nhân vật như thế. Chúng ta đã vừa trải qua thêm một cái ký ức nữa về một miền xa thẳm. Bây giờ thì chúng tôi lại muốn mời khán giả nghỉ thêm ít phút. Chào mừng quý vị quay trở lại với Ký ức vui vẻ mùa 2 năm 2019. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thử thách riêng của thập niên 2000. Và bây giờ sẽ là thử thách riêng của thập niên 2000 và chúng tôi xin mời Mạc Văn Khoa, bạn hãy vào phía trong. Đặt câu hỏi chỉ được đúng sai có không thôi. Ok anh. Chào đón sự trở lại của diễn viên Mạc Văn Khoa. Rồi, bây giờ Mạc Văn Khoa, chú ý, bạn sẽ có một phút để đưa ra những câu hỏi cho Thanh Duy. Và gợi ý của chương trình, đây là trò chơi hết sức phổ biến vào những năm 2000. Bắt đầu. Nó là trò chơi dân gian hả anh? Đúng sai. Không, không, không. Không sai, 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 sai. Vậy nó là trò hiện đại hả anh? Đúng rồi, hiện đại. Cái trò đấy vui đúng không anh? Vui, 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 vui. Chơi được một người đúng không anh? Sai, sai. Hai người trở lên hả anh? À. Cái đồ chơi đấy bằng nhựa hay là bằng gì anh? Bằng nhựa không? Phải bằng nhựa không? Đúng rồi, bằng nhựa. Nó phải điện tử gì không anh? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. To bằng, bằng tay hay là... To bằng người. Bằng to thế. Chỉ còn 10 giây nữa thôi. Nó to bằng cái tivi không? Không, gần, 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 gần. To, 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 to. Thời gian đã hết. Trời đơn đi. Tử. Một cái tên năm 2000 mình thường chơi. Năm. Em 4, ngày xưa đi học ít chơi game lắm. 3. Tên gì? 2. Con cha. Không phải. 1. Hết giờ. Và các bạn không đưa ra được câu trả lời. Bây giờ các bạn hãy bỏ kính ra. Và bạn hãy xem đó là trò cái chơi gì. Cái gì mà nó trò chơi gì? Cũng không biết luôn. Trò này nhảy. Nhảy ao. Ao gì? Ao gì? Từ 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 từ. Con đang nhớ về 2000 ạ. Cái đâu anh? Vâng, đó là câu trả lời đúng. Audition là một trong những cái game rất là hot của thời kỳ của con bây giờ. Thời bà... của em. Đợt đó là Bảo Thi nổi lắm á. Biết vậy ngày xưa con đi chơi game nhiều. Tập trung học không ạ? Please tell me why. Nhạc 80. Cuộc đời mà sao tuyệt vời quá. Trong tim anh chỉ yêu riêng một mình em, mà người nào đâu hay biết tới. Cuộc ấm đến cho mơ gọi thầm tên em, vì giờ người xa anh thật rồi. Baby, please tell me why. Sợ em ra đi không một lời nói. Please tell me why. Con tim anh không sao quên được người. Sao em lại đành nói lời chia tay khi biết anh vẫn luôn luôn thật lòng yêu em và thầm chờ mong em trở về. Thank you.
Bảo Thi và Vương Khang trong chương trình Ký ức vui vẻ. Bảo Thi, Vương Khang, xin cảm ơn. Dạ, trước tiên cho phép Vương Khang và Bảo Thi xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ. Lúc mà đứng ở trong đường hầm á, khi mà nhạc nổi lên thì là cả hai đứa nổi hết cả da gà lên. Tại vì một thời thanh xuân nó quay trở lại thì giống như là cái ngày đầu tiên trình diễn cái ca khúc này vậy đó, rất là cảm động. Bảo Thi thì thấy như thế nào? Cái giai điệu vừa rồi, bài hát vừa rồi là một trong những cái cột mốc mà có lẽ hai anh em Vương Khang và Bảo Thi sẽ không bao giờ quên. Thật sự là rất là lâu Thi mới có dịp đến với một cái show mà có rất là nhiều quý vị khán giả cũng như là quý vị khách mời và ở nhiều lứa tuổi như thế này. Nhìn xuống dưới khi mà mọi người cùng nhún nhảy, cùng hát theo Vương Khang và Bảo Thi thì cảm giác rất là hạnh phúc. Tính tới nay bài này tuổi thọ của nó đã được 15 năm rồi ạ. Lời Việt là do Thi viết, còn rap là do anh Vương Khang viết. Ngày xưa viết để hát cho vui thôi, không ngờ tự nhiên mình được lọt vào chung kết Miss Audition. Và thế là rủ nhau đem lên sân khấu hát. Và chỉ trong một đêm thôi thì tự nhiên cái tên Bảo Thi và Vương Khang bỗng trở thành một hiện tượng trên mạng lúc bấy giờ. Và có lẽ khi mà nhắc lại thì không bao giờ hết bồi hồi và cũng không bao giờ ngừng cảm ơn những tình yêu, những sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả đã dành cho hai anh em nhà mình suốt 15 năm qua. Cho phép Vương Khang và Bảo Thi xin được đi xuống ôm tất cả các cô chú và các anh chị ở đây. Tất cả các cô chú, các anh chị ở đây đều là ký ức rất là vui vẻ của Vương Khang và Bảo Thi ạ. Chia tay khi biết anh vẫn luôn luôn thật lòng yêu em và thầm chờ mong em trở về. Audition này là em không có biết chơi cái này, nhưng mà chúng mày có dám nhảy sạp với chị không? Nhảy múa sạp không? Không chỉ những người chơi, cho cả chúng tôi và chắc rằng khán giả ngồi đây cũng muốn xuống đây nhảy với chúng tôi lắm, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều và xin được hẹn gặp lại. Bye bye. Như vậy là chúng ta vừa đến với thử thách riêng của thập niên 2000. Rất tiếc là thập niên 2000 các bạn đã không tìm ra câu trả lời đúng và các bạn không ghi điểm. Không sao đâu mà Văn Khoa, cháu không nên buồn bã như thế đâu. Chú thông cảm vì mặt cháu nó thế rồi, không thể nói cháu buồn dạ, mà mặt con đâu. Đang hào hứng ạ. Thế này là hào hứng à? Dạ, cháu hào hứng như nó là vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách riêng của thập niên 90.